Thôi. Dạ. Đi thì đi, mà trên con đường đi á, nếu mà đi bà đi á, bà có ấy dọc đường thì phải quay nhanh. Dạ. Ở ngoài nha. Chụp là có nghe cái tiếng gì dữ dội không chị? Nổ to kêu gắt gắt hả? Xe đi rồi lại chở là con thấy không? Cái khó khăn hay ghê không? Sợ biết không? Sợ biết con bự một cái 60,000. Tôi sống đây. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Ở đây thì nghe nói là vừa mới có một căn nhà cũng đang bị sụp xuống dưới mé sông, và ở bên hông thì mình thấy ở xa xa này là có một cái đường kẻ kìa, sụp hầu như là nửa căn nhà luôn cô chú anh chị, nứt kìa, rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ thì Cao Tùng Vlog sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở khu vực này nha, và cập nhật trở lại những cái khu vực cũng bị sạt lở rất là nghiêm trọng. Không biết là bữa nay thì có sạt lở thêm hay không nha. Khu vực đường kinh 19, kinh 1 cũng ảnh hưởng rất là nhiều nha. Đặc biệt là mình thấy sau lưng mình là một căn nhà, phải nói là cũng hiện tại là bà con người ta đóng cửa luôn rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ lại đó để hỏi thăm cô chú sụp vào thời điểm nào, và có mua bán gì ở khu vực cái nhà đó không nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp cận với ngôi nhà và hỏi thăm một số cô chú bác ơi xem là bị sụp hồi nào nha. Và nếu mà có giúp đỡ được cái gì thì mình có thể giúp đỡ nha. Ồ, ở đây mình thấy là nguyên một cái đường này nó bị nứt xuống nè. Rất là nghiêm trọng luôn nè. Rồi ở ngoài đó sụp xuống luôn kìa cô chú anh chị ơi. Và đặc biệt thì ở bên hông là bị nứt rất là xa luôn. Trời ơi. Nguyên một cái căn cấp 4 nha, có hai cái căn hai bên luôn, dính liền với nhau kìa. Nam mô Di Đà Phật. Ồ, đây là nó bị hở ra nè, khá là nhiều nha. Xem chút xíu thì nếu mà có cô chú bác ở đây thì mình hỏi thăm luôn nha. Đây nè cô chú anh chị ơi, cái đường này mà sập dữ dằn luôn. Trời ơi. Không ngờ là cái khu vực xã Bắc là phải nói là chịu ảnh hưởng rất là nhiều nha. Không ngờ là nhiều nhà lắm luôn rồi đó. Bữa nay lại thêm một cái căn nhà bị sụp như vậy nữa. Quá nguy hiểm luôn rồi. Ôi, nó sụp xuống ngay chân phía giữa nha, cúp xuống luôn á. Bây giờ mình tiếp cận vào phía bên trong nha. Đây này cô chú anh chị ơi. Ôi ôi, giờ là rất là nguy hiểm nha. Sụp gãy luôn kìa. Ở dưới đây nè, nguy hiểm dữ lắm luôn. Bây giờ là không có ai dám vô đây luôn á. Nguyên một cái nhà mà nó sụp xuống ngang giữa, nó gãy đứt cái làm hai nè cô chú anh chị ơi, nhìn thấy nguy hiểm mới ghê luôn không. Chút xíu mình hỏi thăm cô chú bác ở đây ơi, xem là sụp ngày nào, và khi mà trước khi sụp thì đồ đạc có nhiều ở trong đây không, hay là bà con người ta di dời đi hết rồi thì như thế nào, thì chút xíu nữa mình hỏi thăm một số cô chú bác nha. Cái này nó bị cúp chân giữa. Vô đây coi nè, như nguy hiểm dữ lắm luôn. Nhìn một cái là hỏi ôi luôn á. Nó nguyên một cái bức tượng về là bị gãy ngang luôn nha. Cái này mình xô mạnh là ngã ngang liền á. Đi lên trên hỏi thăm. Đây nè, phía ngoài nó bị sập xuống hết trơn luôn cô chú anh chị ơi. Chị chào chị. Căn nhà này là chung không biết trên đây luôn hả chị?
Dạ. Có thấy chị bán tạp hóa có quán này gì? Trời ơi. Phải nói là cũng rất là nghiêm trọng nha, nó xô ra phía ngoài luôn. Đứt gãy luôn. Mới cắt có 5 tháng hả? Mới cắt 5 tháng anh Tùng. 5 tháng tức là cái cừ còn rất là cứng nha. Cúp gãy xuống giữa hả ta? Trước khi sụp là mấy bữa trước mình có thấy cái dấu hiệu gì không hả chị? Không, 9 giờ gì đó nó xé tường, nó cắt nó sụp chứ đâu có bị lạnh gì đâu. Vậy là sụp ban đêm 9 giờ tối. 9 giờ tối luôn. Ở dưới đó là mình có ngủ hay là gì ở dưới đó không chị? Chứa thức ăn không ạ? Vậy là mới kho thức ăn. Kho thức ăn ha. Dạ. Cái nguy hiểm quá ta. Mình chụp nhìn thấy hổi ôi luôn trời. Gãy cúp ngang đến chính giữa luôn á. Dạ. Gãy cúp ngang đến giữa luôn. Nguy hiểm ghê luôn á. Chụp ở ngoài, chụp vô, ngoài, chụp qua. Dạ. Ở ngoài nha. Chụp là có nghe cái tiếng gì dữ dội không chị? Nổ to anh kêu gắt gắt hả? Tại vì nó lúng đúng không? Dạ. Vậy là căn nhà này mới có khoảng 5 tháng thôi. 5 tháng. Dạ 5 tháng. Trời ơi, căn nhà gì em hay nghĩ cái đó cắt từ giá 100 triệu trở lên đâu ít đâu. 200 mấy hả? Còn lại vườn mà. Dạ. Tổng cộng là chỉ là 200 mấy chục triệu. Tại là dưới ta làm lúc nào cũng nặng hơn trên bờ hết chị. Đúng rồi, nền chứ sao không nặng lắm. Dạ. Nếu mình nó đắp trên bờ không có, mình phải cắt chịu cắt cái sông đến buôn bán không nó sạch hết. Dạ. Cởi xong là phải chịu nặng ở trên bờ. Thôi, cảm ơn chị chia sẻ ha, đi quay vòng cho bà con mình xem. Kiểu này là em nghĩ là chắc đồ đạc chắc đâu có chứa được nữa hả chị? Bỏ không, luôn quá. Ra chơi ngày bỏ đại mốt mướn thợ cắt cái đó lấy cửa chứ mở to nha. Còn như vậy là cái nhà cứ như là bỏ luôn hả? Trời ơi. Rồi, cũng như là 200 mấy chục triệu bỏ sông bỏ biển rồi đó. Chứ giờ biết làm sao bây giờ. Dạ. Nhưng khổ dữ ta. Em mới đi vô em nhìn một cái là hổi hôi luôn, nó gãy cúp ngang chính giữa nó sụp xuống luôn á. Dạ. Chắc bị lúng á chị. Cái đó nó không mà nó gãy cái thanh ngang. Dạ. Kỳ vậy ta, sao kỳ vậy ta? Nó gãy ngang rồi nó chạy xuống ra mặt lộ, bởi nó bể phải nó miếng mà nó sụp nó úp luôn rồi. Dạ. Này nó xuống từ từ. Xuống từ từ. Thử nó không có ốp luôn. Xuống tới đó là nó hết rồi đó. Sao ngộ chị, nếu mà sụp thì nó sụp nguyên cái chạy, nó chạy ra ngoài luôn ha. Tại sao nó gãy ở giữa không á? Ở giữa là tại cái đà của người ta làm đó, mình không coi đó. Mình nó gãy cái đà ngang. Dạ, nó vậy là gãy cái đà ngang chính giữa ha. Dạ. Còn gần ở đây có khu vực nào mà nhà bị sụp gì nữa không hả chị? Có đường sáng 2 đắng đó. Dạ. Có đắng coi, có đắng không? Dạ, có. Có ở gần như vòng vòng khu vực này có nhà chị không ha? Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Không buồn chị ơi. Dạ. Nói chung là chắc cầu chúc cho chị mai mốt chúng đặc biệt đi. Dạ dạ. Chứ bây giờ 200 mấy chục triệu mà cô chú anh chị thử nghĩ đi. Phải làm lụng vất vả lắm mới được 200 mấy chục triệu mà giờ cắt nhà lại như bỏ sông bỏ biển rồi đó. Giờ chỉ cầu chúc cho chị là mua chúng đặc biệt thôi chứ không có đường nào nữa chứ. Dạ dạ. Hết cái đường luôn rồi. Đây nè, mình quay cái kỹ nha. Giờ đồ đạc cho chị để lên phía trên rồi nha. Để cúp ngang nè. Chú anh chị ơi, nè. Bờ này là bờ phía trước này nha. Cái mặt thải phía trước á. Cúp ngang nè. Giờ nó nghiêng ra phía ngoài rồi. Đó, nè. Ra đây mình quay cái kỹ cho cô chú anh chị xem nè ha. Đó. Nguyên hai căn nè, nó sập ra phía ngoài rồi. Mấy ngày nay là yên luôn hả chị? Im luôn ha. Dạ. Không có động đậy hay là nó sụp xuống nữa ha. Hết rồi đó ha. Dạ. Cúp xuống rồi nó hở ra phía ngoài đường lộ này nha. Bùng và cái gạch hết trơn luôn. Giờ mấy cái cửa này là mình gỡ không được hả chị? Em muốn thợ cắt mới được. Dạ. Dạ. Vậy là đang mướn thợ để cắt ra bỏ lấy lại ha. Dạ dạ. Dạ.
cắt lấy lại. Trời ơi, mặn biết bao nhiêu năm mới được nhiêu mà bây giờ gần như xong luôn rồi. Dạ, chị giờ ngồi gầu chứ biết làm sao giờ, chứ giờ không có làm cách nào được hết trơn á. Thôi giờ mình nè, vào trong quay nha. Nè, chỗ này nó bị còn bị nứt nè, rất là bự luôn nè. Bây giờ cái tường này mình nếu mình xô mạnh là dám có thể là nó bị sập vô trong luôn á. Nè, còn yếu lắm nè. Nhìn thấy ghê không? Trong chừng nguy hiểm nha, sập nữa đó nha. Đây nó hở nè, cô chú anh chị, nó sập, nó đây nó xô ra, nó sập xuống nó nguy hiểm lắm luôn. Giờ là mình đã biết ra trên như thế nào nha. Giờ mình gắng cố gắng vô trong tiếp cận nha. Hồi này nguy hiểm lắm. Nói chung là cái những cái bức tường này có thể là sập bất cứ lúc nào, mình không thể là biết trước được nha. Đó, rất là nguy hiểm luôn. Mình cũng quay chia sẻ thì mình cũng cảnh báo bà con cô bác nha. Nói chung là muốn đi vô đây thì phải hết sức là cẩn thận nha, nguy hiểm lắm luôn. Nè, qua cái đường dưới nè, cái kẻ này sụp. Thôi dạ, bên tường thấy không? Ở vậy còn nguy hiểm lắm, giỡn sao? Xe tải chạy em kinh liền. Tại vì ở ngoài á, khi mà xe tải lớn á chạy ngang nó còn rung kinh cái tường dữ lắm luôn, cô chú anh chị. Không có giỡn chơi đâu, cung kinh thiệt á. Nè, ở trên này còn chỉ dính con chút xíu xíu nè. Ở dưới nó bớt luôn nè cô chú, sao không vung binh được nè. Này coi có hướng là có gì mình có gì, có gì chạy cái đây nè, chạy đâu, chạy cái đường này nè, chạy đường này nứt luôn rồi nè ta ơi. Xung quanh đây là bốn rồi, bốn giờ mình cố gắng tiếp cận, mình quay đây cái nữa nha. Không, gì đâu, không có vô đó được đâu, vô đó là bỏ tay đó. Dùm đi, dùm cho con mình xem chứ vô nguy hiểm lắm. Tại nó không còn chịu đâu, chân râu nó mất hết trơn này. Nhà gô lên bên phải nè, cái gô mà ta cấm vô tường không, bức nó hở ra trơn rồi nè. Rồi bức tường này gớt xuống liền nha, bức tường này nếu mà động mạnh là gớt xuống liền luôn á. Nãy ngang vinh nó dột rồi đó. Nhà mới có xây cất được có 5 tháng rồi, 200 mấy chục triệu nha. Nãy mình thấy cái dàn chân người ta làm dữ lắm luôn mà nó không chịu nổi. Rồi đây nè, bánh chặt cho. Thôi đừng đưa đầu cho nó. Đi qua kia đi cho nó còn, hồi qua kia một bờ vô. Chung là giờ mấy chỗ này là nguy hiểm dữ lắm nha. Nguyên chuyện luôn rồi, cho nên là nguyên chuyện quá. Nó sập cũng đó luôn. Bởi vì mình coi phía xa xa mình thấy tường mới lâm lên, chắc mới đây đúng không? Đâu nghĩ là mấy tháng đâu. Mình tưởng là cũng cỡ 1 năm trở lên. Mấy chỗ đó kìa. Là phòng mình dành chơi. Chỗ chân giữa này xong nó lúng chỗ này sâu dữ người ta. Nè. Nhưng tôi nhớ mà mình quay cái nhà của trong mà ở bên thấy không? Ông không phải lúng mà nó có cái độ kéo ra. Chính là ông chia sẻ luôn. Nếu như chỗ nào mà nó yếu thì nó sẽ sập xuống thì nó gịch về cái hướng đó nhiều. Mà ở đây nó cũng làm cái chỗ kia nè, kia là ngoài kéo còn sâu hơn ngoài phía giữa. Cái giữa nó lúng. Nhìn cái hỏi ôi trời. Thôi nè. Chị đó nói là 200 mấy chục triệu á, tiền công với tiền vật tư đồ luôn là 200 mấy chục triệu, mà giờ là bỏ sông bỏ biển rồi đó. Thấy đau khổ biết nhiêu không, làm mấy chục năm trời chứ đâu phải đơn giản đâu. Bởi vì cô chú anh chị cũng khi mà vào bình luận thì cũng nói chung là cũng thương bà con ở đây nha, chứ đừng có bình luận mà chỉ trích nó tại sao cất nhà dưới sông. Tại vì bà con người ta nói là không có tiền thì mua ở dưới sông thì nó sẽ rẻ hơn. Nó, nên là cắt cái nhà lên, trình dụng cắt nhà lên là được cái nhà là rất là mừng luôn á. Ở
Hồi xin nhắc lại địa chỉ chính xác là ấp Công Sự của chú chị, xã An Bình Bắc, huyện Bình Thường, tỉnh Kiên Giang. Ở đây là cũng bước qua khỏi cái tổ này tí là thuộc thị xã khác này. Đây là của xã An Bình Bắc. Cái này là giáp ganh á, giáp ganh với cái xã khác á. Thì Cao Tùng Vlog cũng như là Hồng Định là quay là luôn luôn chia sẻ những cái địa điểm chính xác nha. Để cô chú bác hoặc là anh em YouTube nào có thời gian thì có thể đến đây để quay, ghi hình và có thể là giúp đỡ được cho một số bà con ở đây được thì rất là mừng. Ở đây địa chỉ chính xác là ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện Quân Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Đó. Ghê không cô chú anh chị, nhìn là một cái là cái cảm giác mà mình nhìn ở trong cái màn hình nó không có ghê gợn bằng mà cô chú anh chị vào tận nơi mà để nhìn đâu. Bởi vì nhiều khi mình quay á thì cô chú bác xem á cái hình ảnh nó nhiều khi nó nhỏ gọn hơn so với ở phía bên ngoài. Bên ngoài là nhìn nguy hiểm dữ lắm luôn. Đợi chút xíu rồi hai anh em mình sẽ đi dưới cái dàn chân xem là nó lúng cỡ nào nha. Mình nghĩ là chắc lúng sâu lắm á. Thôi đi ra nha. Dạ. Thôi đi ra cái cửa. Nè, coi nè. Đổ gạch nó lại sập xuống. Nó nguyên một cái bờ kè bên đây ngay sập luôn nha. Đi qua bờ đường bên kia đi. Nó hay hỏi nhau nè. Chị nói là như là mới có 6 tháng à, là mới đây là rất là gần luôn. 5 tháng hả? Trời ơi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới chân này nha, để xem nha. Đây có cây cầu nè. Đây nè, mình đây. Đây nè cô chú anh chị ơi. Đây là dưới cái chân phía dưới nha. Đó. Sụp xuống trong kia hết trơn luôn đó. Ở đây nóng mình thấy cũng rất là dày đó nha. Đó, nguyên một cái bờ kè là từ đây qua bên đó luôn nha. Đó, nguyên một cái bờ kè luôn nha. Được xuống đây xuống cái cầu nè. Nó bờ kè là lúng xuống, mình thấy là chỗ ngay khu vực nhà đó, chỗ đó là lúng xuống sâu dữ lắm luôn. Ê, lúng nguyên cái bờ kè luôn. Cái dàn nóng ở ngoài thì không có lúng, nhưng mà lúng cái bờ kè. Ê, đừng vô đó, không có vô đó. Không được, đứng ngoài nó gãy rồi kìa, gãy cái chân kìa, thấy không? Đây là cái dàn hồ phía đây. Đây là cái dàn... Nó kìa, gãy nguyên cái dàn đà đấy, thấy không? Kè người ta chịu lại ha, nó cũng không có giữ được luôn. Mà không hiểu tại sao lại lúng là lúng cái dàn kè nè. Cái dàn nóng ở ngoài không lúng mà lúng cái dàn kè. Cảm giác như là mình thấy nó chùi ra phía ngoài á. Đúng rồi, chùi ở phía ngoài á. Ê, con gắt. Dạ. Kìa. Thấy không? Anh đang con gì vậy ta? Ghê à? Chuột hả? Phải gắn không? Gắn. Gắn chuột hay vậy? Ồ, gắn là cô chú ơi. Nó đang ăn con gì á? Đang ăn con gì không? Đang ăn con gì á? Quá chuột. Vào cho biết đi đường gặp gắn thì đi gặp quy về, cái là gặp gắn là cũng không có gì nha, là đang đi đường gặp cua bò là quy về liền. Cua hả? Cua là nguy hiểm hả? Là nó điềm chẳng lành. Thì mình tiến chặn thẳng đẳng. Thôi không được đâu, thôi không được. Mình tiến mình ra. Đây nè, cúp nè, gãy rồi nè, nó lòi ra chân nè, thấy không? Nhanh đi. Nè. Nói chung là đi vô đây. Thôi đi ra đi được rồi. Ui. Nói chung là hai anh em mình đi là liều mạng luôn đó. Nam mô Di Đà Phật. Thôi giờ nó sụp ra nè, mình gắn đi dưới chân thôi. Chừng lạ. Dạ. Ở đây có gốc cây cổ thụ cứu già mà cắt nhà ngay chỗ này ta. Cây cổ thụ bự nè, thiệt hấn hụn nè. Cổ thụ nè. Đưa vậy thôi. Thôi đi ra đi, được rồi. Nè, trong cúp gãy nghe nữa.
Ở bên đây chung quá vậy? Lòi rạ luôn. Bên đây có chung không? Thôi đi ra đi gần đây. Đây này cô chú anh chị ơi. Lòi đã chết rồi, mình bị cúp ngang luôn. Đứt chứ, có gì. Thôi đi ra được rồi, được rồi, được rồi. Đi ra đi, đi ra đi. Ở sao mình đi qua đây luôn nè, đi ra đường lễ đó nó nguy hiểm. Ở đây làm ra luôn nè. Ra, ra, ra khỏi chỗ đi. Đi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Đi ghê vậy. Sàn có mấy cây cổ thụ vẫn dưới sao? Cái góc còng hay gì á? Căn nhà khác hả? Bên đây bên căn nhà khác rồi. Sập bên đó không à? Thôi nó nghiêng ra ha. Nó dạt ra kìa. Cúp xuống. Ôi, bên đây có đường lên không? Nhìn quá nguy hiểm luôn ta dưới chân nè. Cái tác này nó mềm lắm cô chú, nó mới lúng dữ. Bên đây thì mình thấy dưới chân này cũng có mấy cái nguyên cái hàng cây luôn ta. Ủa sao nguyên nhiều gốc cây với ta? Người ta đem là gốc này có sẵn ta. Có sẵn á. Nhiều gốc cây luôn, cây cố thủ luôn trời. Nhưng bên đây còn đỡ nha. Bên kia Nguyễn Văn Trừng là sụp xuống chân. Ủa sao ta, nó các nhà ta không đốn mấy cây này bỏ ta. Bây giờ mình lên phía trước rồi mình dây, mình quay cái cảnh ở phía trước cho cô chú chị xem nữa nha. Cái độ nghiêng nha. Đó. Phía trước này giờ là nghiêng chèn luôn nè. Quá nguy hiểm. Cái má tường là hư hết trơn luôn nha. Này. Chỗ cái phía vách nè. Nó hở ra nè. Lúng xuống nó hở ra rất là nhiều luôn á cô chú chị. Ồ, dây điện biết cỡ rồi chưa nghe, nguy hiểm quá. Nghiêng sập cậy chân chỗ chính giữa nó cúp gãy á. Nhìn rất là nguy hiểm nha. Rất là hên là cái nhà bên đây thì không có bị ảnh hưởng nha, chỉ sụp bên đây thôi. Nhà này thì đỡ, không có bị ảnh hưởng nha. Nhưng mà cũng nguy cơ lắm. Sụp má tường bên đây luôn nè. Bây giờ mấy cái trên ở phía đây, trên đây là nó cũng bị nứt luôn rồi nè. Nói của chú chị, nó mấy cái chỗ này là bị nứt luôn nha. Hiện tại thì... À, chị đang kiếm đường nè, kêu thợ đang gỡ mấy cửa này ra. Còn mấy này đập xuống bỏ luôn. Đó. Nè mấy cái đường này nè. Cúp gãy ngang trơn rồi. Đó. Chỗ này nè gãy ngang trơn luôn. Chỗ này là bỏ tay không ở được nữa đâu. Nguy hiểm lắm. Về đường bên đây cũng có một cái kẻ này nè ha. Cái sụp đó. Ghê gớm không. Đó. Bởi vì nói là cái đợt này ảnh hưởng đến tới khu vực này rất là nặng luôn á. Ở đây thì cao tùng lóc cũng đọc lại cái địa chỉ chính xác nha. Cô chú anh chị nào mà nếu mà có về đây thì có thể đi đến đây. Cái địa chỉ chính xác đó là ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang nha. Cái thông tin là chính xác luôn đó. Nó ở phía bên hông gì nè. Nước giờ cũng có rồi đó. Nó là rất là nguy hiểm nha. Giờ thì nói chung là nhà này thì bà, chị nói là không ở được rồi. Nói chung là phải bỏ hoàn toàn đó. Sẽ gỡ máy thiết và cái cửa ra. Còn nhiêu là sẽ bỏ hết đập xuống luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở những cái địa điểm sạt lở nghiêm trọng khác nữa nha. Những cái con đường phải nói là hiện tại thì nghe nói là cũng sạt lở thêm nhiều địa điểm nữa rồi. Đặc biệt là cái đường ở khu vực kênh 19 rất là nghiêm trọng luôn. Và mình sẽ trở lại đó để thăm bà Hai, một cái người có hoàn cảnh cũng khá là khó khăn nha. Đây cái đoạn này thì phải nói là cũng sụp rất là nghiêm trọng nha. Nó sụp xuống hết trơn luôn nè cô chú anh chị ơi. Nó nghiêng kêu bằng là không thể chạy xe được luôn á. Nó ở đây là sụp nguyên một cái đường luôn. Đặc biệt thì ở đây có một cái bà Hai á. Phải nói là có một cái tấm lòng rất là tốt nha. Khi mà đường sụp xuống rồi là bà Hai mở hàng rào ra là cho xe cộ đi trong cái đường xăng của nhà mình luôn á. Bà Hai có hoàn cảnh cũng rất là khó khăn nha. Đây nè. Sụp hết trơn luôn nè cô chú anh chị ơi. Đó. Cái đường đan là hầu như là xe là bó tay rồi, không có thể chạy được luôn á. Đúng rồi, nó nằm ở trên phía này nè.
sụp xuống là 1 mét mấy luôn á, ghê gớm không? Nè, nứt gãy hết trơn luôn nè. Kinh khủng không? Thì đâu mà hết chỗ này rồi tới chỗ khác nữa, liên tục. Nguyên một con đường luôn. Nó đường này là bó tay đâu có chạy xe được đâu. Cái này quay vô đây nhìn một cái rồi là hỏi ôi không? Bởi vì xe là đâu có dám chạy đường trên đâu. Nó sập hết trơn luôn nè. Nguyên một con đường được sập hết trơn luôn. Kinh khủng không? Ở Tiền Giang thì bị hạn hán, thiếu nước. Năm nay mới bước qua đầu năm là kêu bằng là hạn hán kinh khủng rồi. Cháy nhà thì tùm lum hết trơn. Mà nó có hai vấn đề trùng khớp quý vị. Nghĩa là tòa thánh Tây Ninh là lễ tòa thánh gì đó là gồng tự nhiên cái nó bị cháy cái đầu gồng á. Quá chừng luôn không? Bắt đầu năm nay bắt đầu là cháy nhà quá hoạn dữ rồi. Còn cũng ở Tiền Giang lúc trước làm gồng nhưng mà biểu diễn nghệ thuật này kia Tết á, Giáp Thìn á, chạy nửa chừng cái cũng rớt cái đầu gồng xuống đường luôn. Cũng là năm Thìn nó trùng khớp vậy đó. Năm nay là nói chung là rất là nhiều cái điều không may. Không may xảy ra ở miền Tây là nhiều nha. Hôm nay là ảnh hưởng, mình thấy là khu vực miền Tây của mình là ảnh hưởng nhiều dữ dằn luôn. Quá trời nắng rồi, cái này nắng là kinh khủng luôn. Những căn nhà trên đó ở sát lúc vô trong mà người ta còn sợ, người dân người ta còn sợ hoang mang. Người ta sợ nó lỡ vô trong nhưng mà cách ở trong 7-8 mét nhưng mà ở gần người ta cũng là lo ngại. Sập nguyên con đường này thì cái đường đi bây giờ là phải sát ở nhà luôn á. Rất là nguy hiểm nha. Quá nguy hiểm. Con rồng nó nửa gút nanh mà chân có tấm thắt thanh hải hùng. Nó gãy nguyên một cái đường luôn kìa. Quá nguy hiểm rồi. Bữa nay thì cũng có duyên mình trở lại đây để hỗ trợ cho bà Hai ở đây. Có anh Khôi ở bên Mỹ gửi một số tiền cho ủng hộ cho bà con ở khu vực sạt lở bị ảnh hưởng á. Nên bữa nay mình cũng đến đây để ghi hình lại và trao một số tiền cho bà con có thể là mua gạo gì đó ăn đỡ qua những cái thời điểm hoạn nạn như thế này. Ở đây thì chủ yếu là bà con người ta sinh sống bằng cái nghề là trồng chuối á, nhưng mà hiện tại thì cái giá chuối rất là rẻ luôn, do là cái đường đi lại khó khăn á. Thường thường là lúc trước là mua khoảng tầm 7-8 ngàn. Khi mà sập đường như thế này thì mua lại rất là rẻ nha. Giá chuối là rẻ xuống nhiều lắm luôn. Nhiều cô chú anh chị nói là rẻ xuống là khoảng tầm phân nửa luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà của bà Hai nha. Để hỗ trợ cho bà Hai. Gì đâu mà hỏi nhau luôn ta ơi. Sụp trơn luôn. Đây. Bình thường bà Hai nhất đó là khi mà vừa cái đường này vừa sụp lúng gãy xuống á thì bà Hai dỡ cái hàng rào ra để mà giúp đỡ cho bà con đi lại á. Cái đường này nè. Nay mình vô gặp bà Hai nha. Kìa bà Hai có nhà kìa. Chào bà. Bữa nay bà có nhà hả? Dạ. Rồi hổng gài tình hình vậy rồi. Tình hình cái đường hư vậy rồi mấy cái xe người ta có vô đây được không hả bà Hai? Cái xe mà mua chuối đồ á. Không đâu có xe nào đi được đâu, cậu có xe không ra rồi chạy à. Dạ. Xe lớn này đâu có thôi đi đâu được, đâu không có ai đi được. Dạ. Vậy là chỉ có những xe Honda chở thôi. Đó vậy đó, đi vậy dạ. Đó rồi có xe Honda đồ chở thì người chở 5-3 quậy thì có. Dạ. Như vậy là cái giá chuối có rẻ hơn không hả bà Hai? Giá chuối có 4.000 một nải. Trời ơi, 4.000 một ký hay là một nải? Đó là có 2.500 3.000 là lên đó. Dạ. Rồi Tết tới giờ lên được 4.000 rồi nằm hoài đó mà. Nói miêu giờ nó nghỉ ăn Tết ăn gì cả từng nó không có đi. Dạ.
Rồi lúc trước là nếu mà chưa có hư đường thì cái giá chuối có cao hơn bây giờ không? Không, nó 3 ngàn, 3 ngàn rưỡi đó là cao đó. Dạ. Bây giờ nó lên được 4 ngàn đó. Dạ. Bởi vì con tôi nó cũng đi vô trường nó mua đó. Dạ. Như cái thời điểm như mọi năm á, như cái tháng này là chuối có mắc hơn hiện tại không? Mắc. Tháng này là có 6-7 ngàn. À, có nghĩa là như năm rồi ha, đường không sụp á, không, thì 6-7 ngàn. Còn bây giờ đường sụp thì người ta mua có 4 ngàn à. 4 ngàn mà người ta chuyên chở nặng lắm. Đây đây chở xuống dưới cái đường đi thứ 1 đó. Dạ. Mà cái bãi nào mà trống đó, mà người ta đậu đó. Rồi mình phải chuyên chở tới đó, như thế trong vườn này. Mình chuyên chở ra tới đó. Trong vườn đốn lần 2-3 thiên chuối chuyên chở ra tới đó một ngày không rồi. Giống như là lúc trước đường nó chưa sụp là xe bà con mình vô đây lấy luôn hả bà hai? Xe lớn này nè, xe ba gác này nè. Là nó chạy lần 200-300 đó, 200-300 chuối á. Nó chạy lần vậy đó, tới chiều là đầy xe lớn đó. Dạ, là chở lần mấy trăm ký được ha? Là chạy lần 300-400 ký được. Dạ, còn bây giờ là chỉ bây có xe nhỏ nào được đó. Mấy chục ký à? Dạ. Xe nhỏ mấy chục ký mà người ta lời bán chợ này chút đỉnh chứ đi xe kia không có đường đi rồi. Dạ. Nói chung từ khi mà đường xá nó sụp này kia, hoàn cảnh bà con mình ở đây khó khăn hơn nhiều. Trời ơi, nhịn đói luôn nữa chứ khó khăn, nói chi cậu ơi, đâu có ai mướn mà cái gì đâu. Dạ. Ai ở đây ai cũng có vườn chuối không à. Đó rồi bây giờ ăn chuối không nổi đâu. Dạ. Khó dữ lắm. Nhờ chuối đang bán, đang mua gạo mà kiểu này, tình hình kiểu này là ăn chuối luôn. Ăn chuối luôn mà ăn không nổi nữa. Nói là đói hết trơn cả mấy con kinh này chứ không phải con kinh. Thấy khổ năm nay dữ rồi ta. Sụp đường sụp xá gì tùm lum trơn, mấy cái đường lớn ngoài cũng vẫn sụp luôn á. Rồi nhà người ta nữa. Nhà lớn người ta mới cất, bà đó mới cất nhà bà 400 triệu. Sụp cái một con bả đi làm nhà thương đâu mấy tuần quá chưa về nữa. Dạ, khổ quá khổ ta. Dạ. Quá trời khổ. Rồi ở đây thì bữa hổm con cũng có quay chia sẻ cho bà hai đó. Dạ. Thì cũng có cái anh ở bên Mỹ, anh Khôi bên Mỹ hỗ trợ cho bà hai 500 ngàn. Dạ, cũng ít lòng nhiều đó bà hai. Dạ. Gửi cho bà hai 500 ngàn ha. Dạ. Cảm ơn. Tôi không biết lấy gì hơn. Dạ. Ở này rồi cũng sống đỡ đói mình cả nửa tháng. Dạ. Rồi mua gạo cũng được các bà hai. Bao gạo 25 kg. Dạ. 25 kg vậy. Tại vì bữa hổm con có quay chia sẻ chỗ bà hai nè, rồi mấy anh ở bên Mỹ anh thấy bà hai cũng khó khăn đó. Rồi hỗ trợ, nói chung là cũng ít lòng nhiều. Dạ. Dạ. Người ta đóng góp lại vậy cũng cảm ơn hết trơn. Dạ. Không ra là có ai có hỗ trợ cho bà hai nói nào không? Không có đồng nào. Không có đồng nào chứ hả? Không có đồng nào chứ. Dạ. Người mấy cậu quay về này về nói với cấp trên. Dạ. Con cũng quay YouTube. Dạ. Nói chung là xuống sát ở dưới đây xem là bà con nào có hoàn cảnh khó khăn thì có mấy anh bên kia hỗ trợ tiếp. Dạ. 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 Gia đình tôi thì có một mình thằng nhỏ. Nó quay chở mà gia đình 5 người đó. Yeah. Mà nó quay chở con mình nên đó. Yeah. Bữa hôm con cũng nghe có nghe nói. Yeah. Gia đình 5 người quay chở nên đó. Mà tôi thiệt cậu nghe, tôi nằm phòng chống độc 2 quận rồi mới đi về còn ngồi đây chờ được đó. Lần sau bà hai còn chống độc lần sau? Bệnh đó. Thì nhà thương vô phòng chống độc 2 quận. Đi quận trước là đó hỏi em đó coi hết trơn ngon trên này người ta đi lại người ta thăm nghe cũng như đi cái đám ma. Tôi đi về được á. Đây con tôi nó giá về nhà được. Cái tôi về được cái nó cạo đầu trời ơi tôi thấy nó cạo đầu tôi khóc biết nhiều khóc nữa. Yeah. Cái cho mạnh cháy cho mạnh được á, cạo đầu có 2 mẹ con ha. Ừ. Mà bà đi bà bỏ tôi sao cái nó cạo đầu về ơi tôi khóc không biết ngày nào nói cái đau một cụ quận sao nữa mổ bên cạnh hết trơn là tôi thấy nè. Yeah. Mổ nè trời mổ ơi. Có trơn luôn á chứ không phải vậy đâu. Yeah. Gặp mình cũng như ra con heo vậy đó. Yeah. Để gì mật bể gì đó rồi tính chết luôn rồi sao mà cũng mai phước mai cũng phước. Có bác sĩ là tới kịp thời người ta tính. Yeah. Đưa đi thành phố cái con tôi mấy đứa con xúm lại nó nói không được đưa mẹ đi thành phố rồi hỏi bác sĩ coi sao ổng nói đi thì đi mà trên con đường đi á nhắm đi bà đi á bà có ấy dọc đường thì phải quay trở về. Dạ. Yeah. Cái con nói trời ơi mình không tiền mà đi dọc đường quay trở về thôi để đây đi nằm đây đi coi này cái chết nó cũng dễ. Yeah. Chứ rồi cái đòi mổ trong ống rồi không đứa nào chịu hết nó nói trong ống để chết cho nó lành lẽ đi nó mà ống. Yeah. Này chết chứ biết ta có chị được không
Giờ hai khỏe cũng rất mừng ha, cũng trời giờ ơi. Có phước duyên trời Phật thương. Mà con nó mừng biết bao nhiêu mừng rồi. Dạ. Bây giờ không có nhà không mừng gì, đó đi tới đi lui tắm rửa đồ vậy thôi, rồi không dạ. có mừng gì được. Nhưng có hai đứa cháu lớn đó, nó đi học. Dạ. Ở nhà giữ nó đó vậy thôi, coi nó đi học rồi chưa về chiều về vậy thôi. Dạ, gán dưỡng bệnh đi bà hai ơi. Ở thấy bà hai hoàn cảnh bà hai mấy đứt ruột cái tay. Ở đây chứ nè, cậu coi. Thuốc là đầy thuốc đó. Luôn vậy đó hả? Một hộp thuốc này là lưng rồi đó. Dạ. Uống là truyền kỳ luôn hả bà hai? Uống ngày uống 3 quận, 4 quận không chừng. Trời ơi, thôi gán đi gán mà mạnh giỏi lo cho con cháu. Dạ. Chúc bà hai thằng nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn mấy cậu hết trơn nha. Dạ. Rồi con cũng khai lời của anh Khôi bên Mỹ cũng chúc cho bà hai được nhiều sức khỏe ha. Dạ dạ. Chúc cho cậu bển này cũng gắng, cậu lãnh lương á cá để cậu giúp dạ. cho bà con. Dạ đúng được rồi. Ít chứ không phải mình nói tôi. Dạ dạ. Rồi cảm ơn bà hai nhiều nha, dạ. gắng dưỡng đi bà hai ơi. Dạ. Con cảm ơn bà hai nha. Dạ. Rồi gặp bữa nay gặp bà hai được mừng quá. Con xuống đây sợ không gặp được bà hai á. Dạ. Tôi ngày nào mà ngủ đêm tới sáng là tôi mới thấy tôi à. Dạ dạ. Cảm ơn bà hai nhiều nha. Dạ. dạ. Trời ơi, thấy hoàn cảnh của bà hai hay đứt ruột vậy. Thôi con đi luôn bà hai ơi. Dạ dạ. Phải nói là bà hai là một trong những cái hoàn cảnh mà phải nói là rất khó khăn ở khu vực ở xã An Bắc này. Cái đường thì sụp đó. Bà hai ở đây là nhà chuyên trồng chuối thôi. Nếu mà vận chuyển khó khăn mà bán rẻ gì thì không có cái đồng lời để mà mua gạo ăn luôn á cô chú anh chị. Ở đây người ta không có ruộng đâu, là chỉ có một số đất rất là ít thôi. Bởi vì rất là khó khăn. Thôi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cập nhật dài vào khu vực phía trong nha. Để xem là ở phía trong nghe nói là cũng sụp xuống rất là nhiều địa điểm luôn. Đó, cái đường này là bà con người ta đi lại phía trong này nè. Rất là khó khăn. Bây giờ thì mình đã trở lại khu vực kênh 19 ở xã An Minh Bắc nha. Khu Minh Thượng Kiên Giang. Ở đây có một cái con đường. Phải nói là sụp lún cũng rất là nghiêm trọng. Xe cộ bà con chạy ngang là rất là khó khăn nha. Đó, chiếc xe chạy ngang nè. Cái đường hầu như là nó nghiêng rất là nhiều luôn á. Phía trong thì còn cao, còn phía ngoài kìa. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái đồ nghiêng dữ dội luôn. Hôm trước thì mình cũng có quay chia sẻ cái khu vực ở kênh 19 này rồi. Sụp rất là nhiều địa điểm nha. Nguyên một con đường. Này, bị gãy nứt ngang cái khu vực này nè. Rất là nghiêm trọng nha. Đó, một kẻ rất là lớn luôn. Ở đây có một ngôi nhà. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy hình như là không có chủ luôn rồi. Còn người ta không còn ở vị trí này nữa. Ta dời đi chỗ khác luôn rồi. Tại vì ngay cái vị trí này thì bị sập xuống rất là nghiêm trọng. Nên là cái nhà này bà con phải di dời chỗ khác nha. Chỗ này là cái đường ra vô là bị ấy luôn rồi. Bị sập xuống rồi. Ở kẻ bự ghê luôn không? Đó, đứt ngang cái đường đan luôn. Giờ bà con người ta làm cái đường này nè để đi đỡ ngang á. Sập rất là nghiêm trọng á. Chào chú. Không rồi mấy ở đây có chỗ nào sập thêm nữa không chú? Có dài dài kia. Dạ, tiếp tục sập thêm nữa hả chú? Dạ. Thôi, chú hôm nay quay dạ dạ, con Cao Tùng Vlog nè. Ừ. Dạ. Vậy là có thêm mấy chỗ mới sập nữa hả chú? Được. Dạ. Ôi, rồi kiểu này tình trạng mà con đi lại khó khăn mấy cái đợt này, đợt chuối này rồi sao ta bán sao hả chú? Thì nó chạy xe nhỏ nó lôi ra. Dạ, vậy là mình phải tốn chi phí hơn rất là nhiều ha. Ừ. Dạ. Bình thường là xe tải có vô đây được không? Chấp chưa sụp á. Được. Dạ. Rồi xe tải vô. Giờ là phải chịu thêm một cái đầu phải phí nữa. Ừ. Dạ. Khổ bà con nữa. Vậy là cái giá chuối có rẻ hơn nữa không ha chú? Thì chuối đường khó khăn, ví dụ như 6 ngàn thì mua 5 rưỡi. Dạ. Phải rẻ lại ha. Ừ. Tốn chi phí vận chuyển. Ừ. Dạ. Ồ, thiệt thòi cho bà con nông dân mình nữa. Ở đây con thấy là chủ yếu bà con người ta trồng chuối là nhiều. Dạ. Dạ. Vậy là phía trong còn mấy đường sập thêm nữa hả chú?
hai đường nữa. Dạ dạ. Có mấy đoạn nó đang sạt thêm nữa chứ. Có nhiều bằng ở đây. Có nhiều. Dạ. Sụp dãy 3-4 căn luôn. Dạ. Sụp mấy miếng đanh lớn luôn ha. Cái đường kinh 19 mình là bị thiệt hại rất là nặng luôn á. Còn dầu dòng ở đây như là kinh 19 với kinh 1 là nặng nhất. Kinh 1 bữa nay sập cũng quá to nhiều luôn rồi. Đây vô chỗ sập lở đó cũng gần khu vực này luôn hả chú? Chỗ cũng mấy trăm mét. Dạ, mấy trăm mét nè. Nó cũng đứt nguyên đoạn đường nữa ha. Đậu xe đó hả? Dạ, dạ, đậu xe bên kia. Đây, chú đi quay ra. Cho cô chú anh chị xem này nha. Đi dưới. Nước này chắc nước mặn luôn hả chú? Chưa mặn luôn. Lớ lớ là lợ hả? Dạ. Hết hồn cái kẻ nó bự không? Hở ra nè. Khủng khiếp không? Đây ta lấy mấy cái cuộn gơm ta căng lại nè. Cái đường ra anh công nhận mình đo là cũng trên 2 tấc á. Nó gãy ngang cái 1 luôn, ghê gớm rồi chứ. Để chân sụp hết rồi. Dạ chút xíu con đi vô luôn. À, chú cho biết là con kia còn cái đoạn nó mới sụp nó được. Dạ, nó cũng rất là nhiều nha. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy không? Miếng đan là bự dữ lắm luôn á, nhưng mà nó sụp xuống cái 1 nè. Trong vòng là tích tắc. Xe cộ chạy ngang thì nói chung là rất là khó khăn nha. Mình xem nè. Xe chạy trở ngang cái độ nghiêng nè, dữ dội lắm. Sào huyết con, sào huyết con bự 1,60 ký. Tôi sống đây cô bác ơi. Nó chạy ngang rất là khó khăn nha cô chú chị. Sào huyết con bự 1,60 ký. Ở đây thì lúc trước mình thấy có một cái bờ ở đây bà con người ta xốc nọc những cái cây tràm rất là lớn luôn. Một đợt phía ngoài rồi. Nhưng mà hiện tại cũng vẫn sụp luôn. Đó. Bữa nay thì ở dưới kênh mình thấy có một mớ nước kìa, không biết là nước mặn hay là nước ngọt nha. Thường ở kênh này thì lúc trước là hình như là nước ngọt á, bây giờ thì không gà là nó khô, nhưng mà là khô sát đáy luôn. Nhưng mà bữa nay thì mình thấy có một mớ nước rồi, nhưng mà rất ít nha, xuồng ra đi lại cũng vẫn chưa được đâu. Cái đường này dài trống thì nghe chú chia sẻ là cũng có sụp thêm một số địa điểm mới nữa nha. Một xíu nữa thì mình sẽ vô trong kia cập nhật tiếp tục luôn. Cập nhật những cái con đường bị sạt lở mới nha. Đường này thì mình vừa hổm cũng có quay chia sẻ rồi. Bữa nay nè, có một mớ nước rồi nè. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có thể làm gì được hết. Ghe cộ vẫn chưa có đi được nha. Lúc mà trước thì nước rất là nhiều, lấp láng lên tới gần đường lộ luôn, nên cái việc đi lại của bà con á, vận chuyển chở chuối đồ á rất là dễ dàng. Nhưng mà hiện tại thì nói chung là ở dưới kinh là không thể đi tới lui được rồi, chỉ có một chút xíu nước thôi. Này còn những cái con đường thì thôi đi, nhìn thấy là hổi hôi luôn á. Cô chú có thể nhìn thấy cái cảnh mà cái nhà thấy không, cái nhà ở phía trên nè, nhìn thấy cũng là rất là nguy hiểm nha. Khi mà nó sụp xuống rồi là mấy cái đường đi là phải người ta, mà còn người ta phải lắng vô trong, lắng cái cửa nhà để chạy luôn. Nhưng mà chỉ chạy được những cái chiếc xe nhỏ thôi, còn những cái chiếc xe tải lớn mà vô vận chuyển mà mua bán trong đây là kiểu như là bó tay, không đi được rồi. Tình trạng đi lại của bà con nó là rất là khó khăn nha. Đó, xe đi ra lại chở là bà con thấy không? Cái khó khăn thấy ghê không? Đó, cái xe chở lá chuối nè. Đó, nguy hiểm. Đây bà con đi lại là sào huyết con, sào huyết con bự 1,60 ký. Tôi sống đây cô bác ơi. Đường chính mà chạy
qua lại ở đây mà bây giờ lại nói là sập xuống như thế này thì đi lại rất là khó khăn luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi vô khu vực phía trong nha, để tiếp tục cập nhật những cái đoạn đường mà mới bị sập mới nữa. Này nguyên một cái bờ dưới đây là cái như là sập hết trơn luôn rồi nè. Trời ơi, trong lỏng những lờ luôn rồi nè. Có đống gừng bỏ uống kìa luôn ta, như già hay vậy. Ôi, sập nhìn thấy ghê luôn phải không Định? Dã man không? Nó nhìn hỏi nhoi không? Đất ở đây giống như là đất nó mềm hay sao đâu á. Khi mà nó sập là nó sập xuống hết trơn luôn á. Trong này có một cái lớp đan ở dưới nữa nè, rồi lớp đan ở trên nữa nè, sụp chân luôn. Giờ này nắng là nắng kinh khủng luôn ta ơi. Dạ 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 sụp xuống nữa. Sụp nữa hả? Sụp nữa nè. Rồi quá. Ở đây hiện tại thì nó chống chân rồi đó, mình đi cẩn thận nha. Đi mấy cái này cũng nguy hiểm luôn nè. Tại đất nó yếu rồi. Nọc không nè. Đi vô ẩu là té vô nọc là nguy hiểm lắm á. Ở này giờ nó bụng không hết luôn à. Mất tiêu ở chân luôn phải không? Ừ. Này nguy cơ sụp hoài luôn. Này mà mưa xuống nhiều là sụp dữ lắm luôn. Này kia mất tiêu chân ở chân luôn kìa. Nứt một cái đường kìa, cho quấy luôn kìa. Mình đứng là hút đầu luôn á. Vậy báo động dân nhóc hết trơn rồi ha. Rồi đứng nứt cái đó kẻ luôn, nguyên kẻ luôn kìa. Cái này mà có mưa xuống là mình nghĩ là sập nữa đó. Ra cái hang cái con dị cảnh đã hút rồi. Lỡ xuống trơn luôn. Mấy mà con đường đang sập xuống ta. Cái này rồi nữa bà con không biết sửa chữa làm sao luôn. Này chắc làm lại bờ kè luôn. Đợt này bà con ở đây ảnh hưởng sập quá trời sập luôn rồi. Đây người ta có làm cái bờ kè nó mà vẫn sập luôn ha. Chịu không nổi. Bữa nay mình thấy có dấu hiệu có nước lại nè, không biết là nước mưa hay là nước mặn tràn vô nữa. Sụp xuống sâu ghê sâu luôn. Nguyên cái đoạn đường này cũng tầm 100 mét. Phải nói là cái kinh 19 là bị ảnh hưởng rất là nặng luôn á cô chú anh chị. Tuy là mình đứng ở phía trên mình nhìn thấy như thế này chứ đây mình quay xuống đây cho cô chú anh chị xem nha, là nguyên một cái phần ở dưới chân nó đã bị sụp hết luôn rồi. Có nguy cơ là vô trong khu vực nhà dân luôn á, nếu mà sập đường xuống á. Chỗ đó nó nứt ra nè, nguyên một con đường nứt ra luôn thấy không? Đó bên sông này cô chú anh chị. Nguyên một cái đường nè, bị sập xuống luôn rồi. Có những cái trụ đá đó. Nó là cái đợt thiệt hại này ảnh hưởng tới khu vực xã An Minh Bắc là nặng nề dữ dằn luôn. Nó là một cái năm
hạn hán rất là nghiêm trọng luôn. Hồi xưa giờ là mình chưa bao giờ thấy là cái cảnh hạn hán mà bị sập đường như thế này luôn á. Trong năm nay thì nói chung là ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Đó, phía bên sông nè, nguyên một cái con đường luôn. Cái bờ kè người ta là đổ đá luôn á. Nó xây những cái bờ kè rất là kiên cố luôn mà vẫn bị sập nha. Ảnh hưởng của nó năm nay là kinh khủng luôn. Thôi, tới đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Mình cũng cầu mong cho thời tiết trong những cái ngày tới sẽ thuận lợi hơn. Và đặc biệt là mình cũng mong sẽ có những cái đám mưa. Nhưng mà cái điều mưa tới thì còn ảnh hưởng không biết như thế nào nữa. Phải nói là bà con ở đây vừa trong mưa và cũng vừa sợ mưa. Tại vì mưa thì có thể là giải quyết được những cái phần đó. Gãy của bà con có thể là tươi tốt lại, nhưng mà nếu mà mưa xuống nhiều á thì những cái con đường này sẽ tiếp tục sụp lở nữa. Bởi vì cũng một phần mừng mà một phần lo. Rồi tới đây thì Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Mong là cô chú anh chị luôn đồng hành và ủng hộ cho Cao Tùng Vlog bằng cách đăng ký kênh, bình luận và góp ý nha. Rồi tạm biệt và hẹn cô chú anh chị vào những clip sau. Bye bye.